Cân Nguyễn mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh. Kính thưa quý vị, chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh được phát sóng vào lúc 16:25 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và với chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết về kiến thức thị trường, từ đó giúp cho quý vị có thể chọn lựa những sản phẩm vừa an toàn lại vừa tiết kiệm cho bản thân cũng như cho gia đình của mình. Và mở đầu chương trình hôm nay, Cao Nguyễn mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, điểm tin tiêu dùng. Chuyên mục điểm tin tiêu dùng trong chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị khán giả những thông tin khuyến mãi đang được áp dụng tại hệ thống siêu thị Co-op-Mart khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với gian hàng gia vị đồ khô, trong đó mì gà cay 145g giá 27.200 đồng trên một gói, hủ tiếu trộn tô 75g giá 11.500 đồng trên một sản phẩm, dầu ăn 2 lít giá khuyến mãi chỉ còn 67.900 đồng trên một chai, tặng kèm một chai dầu ăn 400ml khi mua một chai. Gian hàng nước giải khát gồm cà phê sữa 170ml giá 9.400 đồng trên một lon, nước giải khát lon cao 330ml giá khuyến mãi chỉ còn 9.300 đồng trên một lon, tặng kèm một ly sứ khi mua 6 lon giá 54.000 đồng. Nước ngọt 1,5 lít giá khuyến mãi chỉ còn 15.000 đồng trên một chai. Cùng với đó, gian hàng mỹ phẩm cũng đồng loạt giảm giá gồm sữa tắm rạng ngời thuần khiết, sáng mịn đều màu 1,2 kg giá 119.000 đồng trên một sản phẩm. Dầu gội tóc khô không vào nếp 650 g giá 147.000 đồng trên một sản phẩm. Thưa quý vị, tiếp theo sau đây là nội dung của chuyên mục Sự lựa chọn thông minh. Mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi. Thưa quý vị, một ngôi nhà hiện đại, sang trọng thì điều cần thiết phải có đó chính là một bộ sofa. Và việc lựa chọn một bộ sofa phù hợp với không gian gia đình luôn khiến gia chủ cảm thấy vô cùng bối rối cũng như là mất khá nhiều thời gian. Vậy thì làm thế nào để lựa chọn cho mình một bộ sofa phù hợp? Và quý vị cũng biết rằng giá của một bộ sofa khá cao và việc lựa chọn một bộ sofa để chúng ta sử dụng lâu dài không phải là điều đơn giản. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời của chương trình, chị Đinh Xuân Lan, hiện là tổng giám đốc của công ty nội thất Kenly. Xin được chào chị ạ. Chào Vương Ly, chào quý vị khán giả. Và thưa chị, mình có những cái tiêu chí nào để lựa chọn một bộ sofa phù hợp với không gian gia đình ạ? Thường hầu hết các khách hàng bắt đầu từ tầm trung cấp trở lên cao cấp một chút là họ đều có kiến trúc sư riêng dành cho căn hộ của mình. Chính vì vậy mà khi đi mua một bộ sofa thì họ rất là quan tâm đến cái sự hài hòa trong tổng thể. Sofa nằm trong cái căn hộ của họ thì nó sẽ như thế nào? Sofa thì hiện tại bây giờ nó vẫn gồm các cái dạng phổ thông như là sofa chữ Y như là chị và Phương Ly vẫn đang ngồi cùng với nhau đây, hoặc là những cái bộ sofa chữ L và nó sẽ có tay cua ra như này, hoặc là những cái bộ sofa theo set. Theo set thì sẽ có thể chữ L hoặc chữ Y, set với một cái đôn hoặc là một vài những cái chiếc ghế rời thì nó sẽ tùy từng không gian. Và khách hàng thường điều đầu tiên là họ sẽ quan tâm đến cái việc là không gian của họ như thế nào, kiến trúc sư vẽ làm sao thì họ sẽ tìm bộ sofa gần nhất với cái phong cách thiết kế như vậy. Thứ hai nữa là họ sẽ quan tâm và chú trọng đến cái màu sắc. Màu sắc của bộ sofa thì thường sẽ nằm trong tổng thể màu sắc của cái căn hộ đã được kiến trúc sư thiết kế. Trong một cái khu vực phòng khách thường sẽ kiến trúc sư họ sẽ chám từ 2 đến 3 màu là những cái tông màu chủ đạo. Và sofa sẽ được lựa chọn hoặc là cùng tông thì phòng khách đó sẽ được nhấn bởi cái vật liệu khác. Hoặc người ta có thể lựa chọn sofa chính là điểm nhấn chính cho không gian của phòng khách. Thì trong cái cách mà nhấn chính thì màu của bộ sofa nó sẽ hơi nổi trội hơn so với màu của những cái vật xung quanh. Thế còn nếu như mà chọn một cái bộ sofa đồng tông thì hoàn toàn có thể mix bằng những cái chiếc gối màu sắc như thế này để đẩy cái tông của không gian lên. Đấy cũng là một cái cách lựa chọn rất là thông minh. Dạ, vậy thì chúng ta đã có những cái tiêu chí để lựa chọn về cho mình một bộ sofa rồi. Vậy thì những cái chất liệu hiện nay mà mình phổ biến trên thị trường là những chất liệu gì để làm sofa ạ? Thì phổ biến nhất vẫn là sofa nỉ và sofa da. Mỗi một dòng sofa thì nó sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ với như sofa nỉ thì cái điểm mạnh của sofa nỉ nó là cái sự dùng được bền hơn, tức là cái việc bảo quản nó không quá là khó để có thể sử dụng lâu dài một bộ sofa nỉ. Tuy nhiên sofa nỉ lại có một vấn đề là thường sẽ mang lại cái cảm giác nóng một chút khi mà mình sử dụng.
Hoặc là nếu chẳng may bạn có đánh đổ bã chè hay cà phê lên bộ sofa nỉ thì cái việc lau chùi của nó rất là khó. Lúc đó thì bạn sẽ phải nhờ đến những cái đội chuyên vệ sinh công nghiệp, và người ta sẽ đến và người ta sẽ giặt và người ta sẽ hút đi. Nhưng mà cái thế mạnh của sofa nỉ đấy là nó đa dạng về màu sắc. Vì vậy sofa nỉ rất hợp với những cái phong cách nhà trẻ chung, những cặp vợ chồng trẻ muốn màu sắc và muốn có một bộ sofa là điểm nhấn trong gia đình. Thế còn sofa da thì lại có một đặc điểm là nhắc đến sofa da thì người ta thường sẽ nghĩ đến cái sự sang trọng của cái bộ sofa. Thế thì cái bộ sofa da nó mang lại cái cảm giác là gần gũi và ấm cúng. Sofa da thường không quá nhiều màu. Như bạn nhìn thấy là đây là một bộ sofa màu kem. Chúng ta sẽ có những cái tông màu nâu, những cái tông màu ghi, hoặc là nổi trội một chút là những cái tông màu nghệ hay là màu be chẳng hạn. Tuy nhiên rằng là sofa da thì phổ biến nhất vẫn là màu kem và màu nâu. Đấy là hai màu phổ biến. Và nếu mà chọn để mà nhấn cho không gian thì mọi người có thể lựa chọn cách là nhấn bằng những chiếc gối hoặc là những chiếc thảm, thì cũng sẽ làm cho không gian bật tông lên. Trong cái cách lựa chọn sofa da thì nó có nhiều dòng sofa da khác nhau. Và khách hàng nếu mà thực sự đã quyết định chọn sofa da thì mình nên lưu ý rằng sofa mà dòng mà giả da thì nó sẽ có một cái giá thành hợp lý. Tuy nhiên là độ bền nó sẽ không được tốt theo thời gian. Và đặc biệt đặc điểm của cái dòng giả da đấy là cái lớp bề mặt của cái vật liệu da đó bản chất nó là phủ một cái lớp nhựa giả da. Chính vì vậy mà khi mà bạn sử dụng thì bạn sẽ cảm thấy là nó bí. Nếu bạn ngồi lâu bạn có thể toát mồ hôi lưng, toát mồ hôi cơ thể nếu bạn thực sự là bạn cọ sát vào cái điểm sofa lâu. Và vì nó là bề mặt nhựa và Việt Nam mình với cái đặc điểm là khí hậu nóng ẩm thì cái độ co giãn nó rất là lớn, sẽ làm cho lớp sofa dùng trong một thời gian một vài năm nhất định thì nó sẽ bắt đầu có những cái vết dạn chân chim, hoặc là lớn hơn là nó sẽ có thể vết dạn lớn, có thể là toác hẳn ra. Ở trên thị trường bây giờ cũng có những cái dòng mà sofa gọi là da thật 50% hoặc là da thật mặt tiếp xúc, đấy là cái ngôn ngữ mà thị trường vẫn hay gọi. Thế thì sofa da thật mặt tiếp xúc nó là da thật của cái mặt mà mình ngồi thì thường sẽ là mặt ngồi này, mặt tay tựa và cái mặt lưng tựa. Thế còn cái mặt mà bên hông đằng sau này thì sẽ là giả da. Vậy thì giữa cái dòng mà da thật mặt tiếp xúc với da thật hoàn toàn 100% thì nó có gì khác biệt? Cũng là vì cái độ co giãn nhiệt độ của thời tiết thì giữa cái da thật và giả da thì nó có độ co giãn là không đồng đều nhau. Dẫn đến mà cái dòng sofa mà da thật mặt tiếp xúc thì nó cũng có cái độ bền nó không được tối ưu bằng những cái dòng sofa da thật. Tuy nhiên rằng nó cũng phải phù hợp với túi tiền của người sử dụng. Cái việc lựa chọn thì đôi khi là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chọn một cái sự lựa chọn tối ưu nhất được. Nhưng mà cái cách mình chọn thế nào và mình cân đối thế nào để cho nó hợp lý, để có một bộ sofa mà nó đảm bảo cái cảm giác khi mà mình ngồi mình không bị nóng bức, và nó giúp cho tốt cho cái sức khỏe của người ngồi, thì đấy cũng là điều mà các bạn nên lưu ý. Vậy thì với những cái chất liệu da như vậy thì mình làm thế nào mình phân biệt được các loại da khác nhau ạ? Điều đầu tiên là chúng ta nên lựa chọn những đơn vị uy tín để chúng ta có thể mua sản phẩm. Thường là chúng ta nếu thực sự chúng ta có điều kiện, chúng ta nên chọn những đơn vị mà họ có thương hiệu ở trên thị trường rồi, hoặc là những thương hiệu lớn ở trên thế giới, hoặc những thương hiệu lớn trong nước để mà lựa chọn. Thế thì da trên thị trường thì thường các bạn hay nghe đến là từ da thật. Nhưng mà da thì nó sẽ có da bò và da trâu, thì thường tốt thì nó sẽ là da bò. Và trong da bò thì nó lại có những cái loại bò khác nhau. Nếu mà bò nuôi công nghiệp thì thường là ở trên thế giới người ta đánh giá là da của khu vực châu Á, da bò khu vực châu Á khá là mỏng, chất lượng nó không được cao lắm. Thế là da của những nước như là Ý hay là Brazil hay là Anh, đấy là những cái nước mà bò của họ được nuôi thả tự nhiên, và đặc thù là da bò của người ta nó rất là dày và nó có độ đàn hồi cao. Thứ hai nữa là trong một cái lớp da bò thì khi mà người ta sử dụng để làm bộ sofa thì một cái lớp da bò như vậy thì đây ví dụ như đây là một cái bộ mẫu da thì đây là những cái lớp da bò đã được lạng mỏng rồi. Cái lớp da bò nguyên thì nó rất là dày và người ta lạng thành nhiều lớp khác nhau, có thể thành 5, 6 lớp, 7, 8 lớp khác nhau. Và càng cái da bò ở bề mặt phía trên này thì lại càng là cái dòng chất lượng cao hơn, và càng phía dưới thì chất lượng lại càng thấp hơn đi một chút. Trên cái bộ sofa ấy, thì nếu thực sự bạn chọn mua một bộ da thật hoàn toàn thì bạn cũng đừng đòi hỏi bộ sofa là tất cả các điểm là có độ nhăn giống như nhau. Với những cái hãng sofa lớn và bộ sofa được nghiên cứu kỹ thì người ta sẽ nghiên cứu kỹ từng một khẩu độ,
điểm nào cần phải đàn hồi nhiều hơn, điểm nào cần phải đàn hồi ít hơn để người ta sẽ cấu thành cái bộ sofa như vậy. Hoặc là ngay chính bộ sofa đang ngồi đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là phía ngoài này là nó sẽ một cái loại mút mà nó cứng hơn, nhưng bên trong này thì nó lại mềm hơn, nó dành cho mục đích chúng ta khi chúng ta thư giãn. Thì cái cấu thành của bộ sofa tối ưu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái công năng sử dụng của bộ sofa và từng điểm sử dụng, từng điểm chạm. Điểm này nó mềm hơn rất là nhiều, nhưng mà điểm này thì lại có độ cứng để chúng ta ngồi, người chúng ta không bị lõm sâu xuống. Đấy là cái đặc điểm rất hay của cái việc sản xuất. Đó, và thường là những cái phần mà những cái lớp bề mặt và những cái phần mà co giãn tốt nhất của con bò thì sẽ được làm ở những cái bề mặt tiếp xúc như thế này. Thế còn những cái lớp ở phía sâu bên trong thì sẽ được các đơn vị sản xuất họ làm ở phía bên hông hoặc là phía đằng sau lưng của bộ sofa. Hiện tại trên thị trường các bạn, nếu mà thực sự khi các bạn đi mua thì các bạn thường sẽ hay nghe các đơn vị nói là sofa của họ là sofa da thật. Nhưng mà chúng ta cũng cần lưu ý rằng sofa da thật nó có nhiều loại như Lan vừa chia sẻ. Thì chúng ta có thể tham khảo rằng là vậy sofa da thật này là loại gì? Thì ở trên thị trường, ở trên thế giới bây giờ người ta có quy định là sofa sẽ dao động từ cát 1 cho đến cát 6, hoặc là có nơi người ta gọi là cát 1000 cho đến cát 6000. Và thường ở khu vực châu Á thì loại da mà cao cấp nhất được sử dụng thường sẽ là dòng da cát 3 hoặc là cát 4. Thì đây là hai cái dòng đã là cao nhất trên thị trường thì các bạn có thể tham khảo. Vì mỗi một cái loại da khác nhau để làm nên bộ sofa thì nó sẽ mang lại cái độ đàn hồi khác nhau, nó sẽ mang lại cái trải nghiệm sử dụng của bạn khác nhau, cũng như là thực sự là cái giá thành cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Và đây cũng là một điểm lưu ý, mình đừng chỉ nghe đến cái từ da thật, bởi vì da thật nếu mà cắt một thì chất lượng nó cũng chưa thực sự là tối ưu, thì mình lên hỏi kỹ hơn về cái loại da. Và đặc biệt là ở những hãng lớn thì họ đều có bảng mẫu da phân loại, ví dụ như đây là ví dụ họ phân loại, ví dụ đây là cắt 5 chẳng hạn thì nó phân loại. Và đặc biệt nữa là trên cái miếng da này, cái sự bền của miếng da nó không phải là phụ thuộc vào độ dày hay mỏng của da. Dày hay mỏng không quan trọng, mà quan trọng là cái miếng da đấy được hãng phân cấp nó là loại cát nào. Trên thế giới thì có nhiều công nghệ thuộc da, nhưng mà Ý là một nước mà được đánh giá rất cao về công nghệ thuộc da, bởi cái việc thuộc da làm cho da mềm và có cái độ đàn hồi tốt. Khi mà ngồi trên bộ sofa sẽ có một cái cảm giác rất mướt, và nếu những người trong nghề người ta chỉ cần ngửi thôi là người ta đã có thể phân biệt được là da này là thuộc da ở đâu rồi. Và chị có thể chia sẻ cho Phương Ly cũng như quý khán giả được biết những mẫu xu hướng hiện nay của sofa là gì được không ạ? Trước đây thì chúng ta thấy là có nhiều cái phong cách thiết kế nội thất. Ví dụ như là phong cách thiết kế nội thất hiện đại thường sẽ là đồ thẳng phẳng, thì bộ sofa nó cũng sẽ đơn giản hơn. Với những cái phong cách thiết kế mà cổ điển thì bộ sofa nó cũng sẽ có nhiều đường nét uốn éo và sẽ có sự mix giữa da và gỗ hoặc là nỉ. Nhưng mà cái gần đây thì cái xu hướng là mọi người bắt đầu dần dần chuyển sang hướng là hoặc là sẽ làm hiện đại hoàn toàn nhiều, hoặc là sẽ làm theo kiểu mix, tức là ở trên tường thì vẫn có những cái hệ thống phào chỉ chạy để có một cái cảm giác sang trọng lấp đầy không gian, nhưng mà những cái đồ rời như là sofa như thế này thì lại được chọn bằng những cái bộ hiện đại. Những cái bộ mà nó quá cầu kỳ, vằn vèo và quá nhiều đường nét gần như là có thể bắt đầu là chuyển hướng. Và đặc biệt là với các khách hàng ở khu vực Sài Gòn thì cái việc mà dùng các cái sản phẩm hiện đại càng ngày càng nhiều hơn rồi. Ngoài cái việc những cái bộ sofa thông thường như chúng ta nhìn thấy là những bộ sofa thẳng như thế này, thì bây giờ thị trường đã có những cái bộ sofa mà nó có nhiều công năng rồi. Không chỉ ngồi mà chúng ta còn có thể nằm thư giãn. Thư giãn ở đây là có thể như là chúng ta sẽ có thể ngồi như này, và ở đây nó sẽ có động cơ để có thể điều chỉnh đầu lên xuống, hoặc là sẽ có những động cơ ở chân. Động cơ ở chân để mà chúng ta hoàn toàn có thể bấm nút và động cơ bắt đầu là tiến lên để đưa người ra. Hoặc là có những cái ghế mà nó còn trượt thẳng ra như này, nó rất là dài. Với một cái băng ghế thế có thể đến 4-5 người ngồi nằm xem sofa. Sử dụng những bộ sofa đấy thì cảm giác rất là thoải mái, như kiểu mình có thêm một chiếc giường nữa trong nhà. Và khi mà xem phim, xem tivi buổi tối, ngồi chơi cả nhà thì có đến 3-4-5 người trong gia đình có thể nằm ngồi trên cái sofa và cảm giác là vô cùng thư giãn. Vậy thưa chị, cho Phương Ly được hỏi là Phương Ly có nghe một số chia sẻ là không nên sử dụng quá nhiều lực trên cái phần tay vịn, bởi vì cái phần này rất là dễ bị hỏng và nó sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị của bộ sofa cũng như là cái chất lượng cũng như là độ bền. Vậy thì chúng ta cần có những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng là một, và thứ hai nữa là cần phải vệ sinh như thế nào trong suốt quá trình sử dụng để mà có thể giữ bộ sofa của mình lâu dài ? Cho dù chúng ta có mua một bộ sofa nó có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cái quá trình sử dụng của mình nó mới là quan trọng. Và với Lan thì Lan chưa bao giờ nghĩ rằng là cái việc sử dụng bao nhiêu lâu cho nó hỏng, mà quan trọng đó là cái việc bền và đẹp trong suốt cái thời gian mình sử dụng.
cái việc nếu mà bạn thể hiện là bền đẹp suốt thời gian sử dụng, một là bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong cái quá trình mình sử dụng sản phẩm, và người khác người ta có thực sự là đến chơi thì người ta cũng nhìn thấy rằng đây là một cái sự chỉn chu của cái người sử dụng cái sản phẩm này. Và để mà bạn có bộ sofa tốt nhất, ngay khi bán hàng cũng đã có cái sự tư vấn cho khách rồi, quá trình sử dụng như nào, một tháng lại có sự nói, hoặc là cứ hàng tháng là đã có cán bộ đến để mà lau chùi làm mới sản phẩm, để giúp cái sản phẩm nó mới bền đẹp hơn. Thế còn với giác độ của khách hàng để mà mình tự bảo quản sử dụng sản phẩm thì mọi người lưu ý, một là mình không ngồi lên tay vịn của bộ sofa, không để ngồi hay là tựa lên tay vịn, không tựa lên đằng sau lưng, không cho trẻ con dẫm chân lên để nhảy, hoặc là không làm những để những cái vật nặng lên làm cho nó thay đổi cái hình dạng của bộ sofa. Thứ hai nữa là cái việc mình bảo quản bộ sofa thì mình thường xuyên, ví dụ với sofa da thì mình sẽ có những cái khăn ẩm một chút, và mình sẽ lau thường xuyên, và việc lau là mình sẽ lau đều từ trong ra ngoài như thế này. Đấy, và mình lau thường xuyên. Mọi người hạn chế dùng những cái dung môi mà nó có cái độ tẩy cao quá thì nó sẽ dẫn đến là sofa bị mất màu, bị bạc màu và làm biến dạng sofa đi. Thế còn để mà tốt hơn thì chúng ta vẫn nên lưu ý với, cho dù là sofa nỉ hay sofa da, thì cứ khoảng 3 tháng, 6 tháng thì chúng ta sẽ nhờ những đơn vị chuyên môn họ đến họ làm mới một lần. Thế còn thông thường thì hàng ngày chúng ta cứ lau chùi nhẹ nhàng, hạn chế dùng dung dịch, chỉ cần dùng khăn ẩm để lau chùi, hoặc với sofa nỉ thì có thể chỉ cần dùng cái chổi lông gà để chúng ta phẩy sạch những cái bụi đi thì cũng đã là rất là tốt rồi. Còn nếu chẳng may chúng ta có đánh đổ cà phê hay là bã chè hay bất kỳ vật gì đấy thì chúng ta hãy nhớ là ngay lập tức chúng ta phải lau ngay cái vết đấy đi, để hạn chế nhất cái việc nó ngấm sâu vào bên trong, dẫn đến cái việc khó tẩy rửa sau này. Vậy thì chị, để khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cho Phương Ly cũng như quý khán giả được biết là những lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn sofa được không ạ? Chúng ta cần phải bám vào cái mặt bằng thực tế của căn hộ và cái thiết kế của kiến trúc sư. Chúng ta cũng cố gắng tôn trọng kiến trúc sư nếu chúng ta thực sự đã thuê kiến trúc sư thiết kế căn nhà của mình, để đảm bảo là bộ sofa vào là vừa vặn về cả thẩm mỹ, vừa vặn về cả màu sắc và vừa vặn về cả kích thước. Thứ hai nữa là chúng ta cố gắng sẽ lựa chọn những cái đơn vị bán sản phẩm uy tín để mà có cái bộ sofa với cái chất lượng đảm bảo nhất. Thường thì các đơn vị bán là chất lượng sản phẩm đã chạy theo cái uy tín của đơn vị của họ rồi. Nếu thực sự là sản phẩm họ cao cấp thì họ cũng sẽ bán những cái sản phẩm tương xứng là như vậy. Thứ ba nữa là về cái dịch vụ bảo hành, bảo trì và chăm sóc khách hàng sau này. Bởi vì quan trọng là cái việc quá trình chúng ta sử dụng sau này thì đơn vị cung ứng họ có thường xuyên có những cái hướng dẫn sử dụng, có những cái đến để giúp chúng ta làm mới, làm sạch sản phẩm, hay là có những cái bảo quản thường xuyên với sản phẩm của họ để giúp cho cái sản phẩm của họ dùng trong suốt quá trình được tốt hay không. Vâng, và nói là rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị, vừa đầy đủ những thông tin để giúp khách hàng làm sao mà vệ sinh cũng như là giữ bộ sofa của mình luôn sạch, luôn mới và có thể sử dụng trong khoảng thời gian lâu. Mà bên cạnh đó, với những ai mà chúng ta đang có nhu cầu cũng như là muốn một cái quá trình để lựa chọn sofa làm sao cho nhanh nhất thì ngày hôm nay họ cũng đã có câu trả lời cho mình. Một lần nữa cảm ơn chị đã đến tham dự chương trình ạ. Cảm ơn Phương Ly. Cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và chương trình được phát sóng vào lúc 16:25 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, Cao Nguyễn mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.